sơ lược lịch sử đồng đô la Mỹ. Hồi thời Hoa Kỳ mới khai lập khi còn nằm dưới sự cai trị của người Anh, người dân sử dụng tiền Anh quốc và Pháp. Người ta tin rằng năm 1690, Massachusetts Bay Colony đã phát hành loại tiền giấy đầu tiên ở Hoa Kỳ. Là thuộc địa đầu tiên đúc tiền riêng của mình, Massachusetts có tiếng những đổi mới về tiền tệ. Bất chấp sự phản đối từ nước Anh, mỗi 13 thuộc địa đều có tiền riêng của mình vào thời điểm cách mạng Mỹ. Vào năm 1763, người Anh coi tiền tệ thuộc địa là bất hợp pháp. Và Benjamin Franklin bắt đầu in tiền giấy vào đầu năm 1728 và đề nghị một loại tiền giấy phổ biến vào năm 1765. Franklin được biết đến với những câu danh ngôn của ông về tiền bạc, chẳng hạn như: "Một xu tiết kiệm là một xu kiếm được" và việc sử dụng tiền là tất cả những lợi thế mà tiền có. Ông bắt đầu in tiền giấy vào năm 1728, đầu tiên cho New Jersey và sau đó cho Pennsylvania và Delaware. Ông được giao nhiệm vụ với tư cách là một nhà ngoại giao. Kế hoạch sơ bộ của ông theo mô hình ngân hàng ở Pennsylvania và khuôn mặt của ông đã được in trên tờ 100 US dollar kể từ năm 1914, một năm sau khi Quốc hội thông qua đạo luật dự trữ liên bang. Tuy nhiên, vào năm 1775 khi chiến tranh cách mạng trở nên không thể tránh khỏi, Quốc hội hình thành đã cho phép phát hành tiền tệ để tài trợ cho cuộc xung đột. Paul Revere đã làm những bản khắc để in đầu tiên cho tiền tệ cho các vùng đất giành độc lập. Những tờ tiền đó có thể đổi được tiền Tây Ban Nha. Sau khi hiến pháp Hoa Kỳ được phê chuẩn thì Quốc hội đã thông qua đạo luật đúc tiền vào ngày 2 tháng 4 năm 1792. Đạo luật này đã thiết lập hệ thống đúc tiền của Hoa Kỳ và đồng đô la là đơn vị tiền tệ chính. Theo đạo luật này thì Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng hệ thống thập phân cho tiền tệ. Những đồng tiền đầu tiên của Hoa Kỳ đã được đúc vào năm 1793 tại Philadelphia, Mid và được tặng cho Martha Washington, là vợ của tổng thống đầu tiên Hoa Kỳ George Washington. Hình của bà xuất hiện trên tờ Silver Certificate năm 1886. Trong những năm tạm thời thì chính phủ đã phát hành trái phiếu không liên tục trong những giai đoạn căng thẳng về tài chính, chẳng hạn như chiến tranh năm 1812, chiến tranh Mexico năm 1846 và sự khủng hoảng năm 1857. Trong cùng thời kỳ này, từ năm 1793 cho đến năm 1861, khoảng 1.600 ngân hàng tư nhân được phép in và lưu hành tiền giấy cho riêng mình, theo điều lệ của quốc gia. Chính phủ không phát hành tiền giấy cho đến năm 1861 để tài trợ cho nội chiến. Quốc hội đã phê chuẩn việc phát hành tiền giấy được gọi là tiền nhu cầu. Cuối cùng thì 7.000 loại tiền giấy ngân hàng quốc gia đã được lưu hành, mỗi loại mang một kiểu khác nhau. Với sự bùng nổ của nội chiến thì chính phủ rất cần tiền để tài trợ cho chiến tranh. Đã thông qua đạo luật ngày 17 tháng 7 năm 1861 cho phép Bộ Ngân Khố in và lưu hành tiền giấy. Tiền giấy đầu tiên do chính phủ phát hành là tiền giấy theo yêu cầu, được gọi là đồng bạc xanh. Năm 1862 thì quốc hội đã bãi bỏ các trái phiếu đòi hỏi và bắt đầu phát hành các trái phiếu Hoa Kỳ, được ghi chú đấu thầu hợp pháp Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 Abraham Lincoln đã phát hành tờ 1 đồng đô la đầu tiên vào năm 1862 như một hình thức tiền được chính phủ phê chuẩn. Theo đạo luật của Quốc hội năm 1878 và năm 1886, năm vấn đề khác nhau của chứng nhận bạc được sản xuất có giá trị từ 1 đô la cho đến 1.000 đô la. Kho bạc đổi chứng nhận bạc lấy đô la bạc vì kích thước và trọng lượng của đồng bạc khiến cho chúng không được ưa chuộng. Loại giấy chứng nhận bạc cuối cùng được cấp vào năm 1923. Trong khoảng thời gian từ năm 1863 cho đến năm 1929, chính phủ lại cho phép hàng nghìn ngân hàng phát hành tiền giấy của chính họ theo đạo luật ngân hàng quốc gia năm 1863 và năm 1864. Chúng được gọi là giấy bạc ngân hàng quốc gia nhưng không giống như giấy bạc ngân hàng trước đó, chúng được sản xuất trên giấy do chính phủ ủy quyền và có cùng thiết kế căn bản. Sau cuộc hoảng loạn năm 1907, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đầu tiên của thế kỷ thứ 20, tổng thống Woodrow Wilson đã ký đạo luật dự trữ liên bang năm 1913, quốc hội thông qua đạo luật và thiết lập hệ thống dự trữ liên bang. Đạo luật này cho phép các ngân hàng dự trữ liên bang phát hành giấy bạc của ngân hàng dự trữ liên bang. Mục tiêu của hệ thống được chỉ định là tiền của cục trữ liên bang là đồng tiền quốc gia mới để ngăn chặn hoảng loạn ngân hàng và tăng việc sử dụng đồng đô la trên toàn thế giới. Năm 1914, các ngân hàng dự trữ liên bang bắt đầu phát hành các tờ tiền của Cục Dự trữ Liên bang, loại tiền tệ duy nhất vẫn còn được sản xuất cho đến ngày nay bởi Cục Khắc và In. Về tiền xu của Mỹ, được Cục đúc tiền kim loại Hoa Kỳ, tức là United States Mint, là một cơ quan thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, sản xuất tiền đúc lưu hành. Cơ sở đúc tiền Hoa Kỳ hiện nay được Quốc hội thành lập theo đạo luật đúc tiền năm 1792. Theo điều khoản của đạo luật đúc tiền, tòa nhà của cục đầu tiên là ở Philadelphia, thủ đô của Hoa Kỳ lúc bấy giờ, cũng là tòa nhà đầu tiên của nền cộng hòa xây dựng theo hiến pháp. Ngày nay thì trụ sở chính của cục là ở Washington DC mà không phải là một cơ sở sản xuất tiền xu. Cục vận hành của các cơ quan đúc tiền ở Philadelphia, Denver, San Francisco, West Point, New York và ở Fort Knox, Kentucky. Nhiệm vụ của Cục đúc tiền kim loại Hoa Kỳ là sản xuất và phân phối các loại tiền lưu hành bằng kim loại quý và tiền xu có thể siêu tầm và làm huy chương quốc gia đồng thời cung cấp sự an toàn cho các giá trị được giao phó. Cục đúc tiền kim loại được thành lập là một cơ quan độc lập vào năm 1799. Theo đạo luật đúc tiền năm 1873, Cục đúc tiền kim loại trở thành một phần của Bộ Ngân khố, được đặt dưới sự trợ giúp của Ngân khố Hoa Kỳ vào năm 1981. Chỉ trong năm 1995, Cục Dự trữ Liên bang đã phát hành hơn 380 tỷ Mỹ kim nhưng đã có tới 2 phần 3 là ở bên ngoài Hoa Kỳ. Cho đến năm 2004, thì 700 tỷ Mỹ Kim đã được Cục Dự trữ Liên bang phát hành và vẫn có 2 phần 3 là ở nước ngoài. Ngoài Hoa Kỳ thì cũng có một số quốc gia khác lựa chọn đơn vị tiền tệ là đô la. Cũng đã có một số ít quốc gia đã lựa chọn đô la Mỹ là tiền tệ chính thức và rất nhiều quốc gia khác đã cho phép đô la được dùng trong sinh hoạt. Một phần giúp cho Hoa Kỳ trở thành bá chủ của thế giới là dựa vào lịch sử hình thành cũng như giá trị của đồng đô la. Thời gian mà đồng đô la Mỹ được đo bằng vàng từ năm 1944 đến năm 1971. Còn thời gian từ năm 1971 cho đến nay thì đồng đô la Mỹ lại được đo bằng dầu mỏ. Được hiểu đơn giản rằng trước kia chúng ta cần vàng mới có thể đổi được đô la còn bây giờ chỉ cần có đô la mới có thể mua được dầu mỏ. Chính vì vậy mà bắt buộc các nước cần phải sử dụng đô la mới có thể mua được dầu mỏ. Hiện nay thì mỗi ngày đồng đô la được in ra hàng triệu tờ. Chi phí để có thể in được mỗi tờ là rất rẻ, chỉ có vài xu. Nhưng khi nó được phép lưu hành thì giá trị của nó tăng rất nhanh, cao gấp hàng chục lần. Những khuôn mặt có trong mỗi tờ tiền của Hoa Kỳ đang lưu hành. George Washington, xuất hiện trên tờ 1 đô la từ năm 1869 là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, loại tiền giấy được thịnh hành nhất hơn bất kỳ tiền giấy nào khác. Hình tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Thomas Jefferson, xuất hiện trên mặt trước của tờ 2 đô la từ năm 1869 để tỏ lòng thành kính đối với tác giả của tuyên ngôn độc lập. Abraham Lincoln là người lãnh đạo đất nước vượt qua nội chiến và từng là tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, xuất hiện trên tờ 5 đô la từ năm 1914. Một trong số ít những người không phải là tổng thống về tiền bạc, hình ảnh Alexander Hamilton xuất hiện ở mặt trước của tờ 10 đô la. Hamilton từng là thư ký ngân khố đầu tiên của quốc gia và được công nhận là một trong những người sáng lập Hoa Kỳ. Ông từng là trợ lý cho Washington trong chiến tranh cách mạng. Andrew Jackson xuất hiện trên tờ 20 đô la từ năm 1929. Ông là chính trị gia chuyển sang làm quân nhân, từng là tổng thống thứ bảy của Hoa Kỳ. Từ khi phát hành vào năm 1914 cho đến nay, thì tờ 50 đô la luôn xuất hiện khuôn mặt của tổng thống Ulysses S. Grant. Vị đại tướng liên bang này đã tại vị hai nhiệm kỳ và giúp cho quốc gia phục hồi sau nội chiến. Khuôn mặt xuất hiện trên tờ 100 đô la đó chính là người sáng lập và nhà phát minh nổi tiếng Benjamin Franklin. Đây là giá trị đồng đô la lớn nhất đang được lưu hành. Franklin đã yên vị trên tờ 100 đô la cho đến nay từ khi chính phủ phát hành lần đầu tiên vào năm 1914. Và những tiền giấy hiện nay không còn lưu hành như tờ 500 đô la, khuôn mặt xuất hiện trên tờ tiền này chính là tổng thống William McKinley hệ thống dự trữ liên bang và kho bạc đã thu hồi những tờ giấy 500 đô la vào năm 1969. Tờ 1.000 đô la khuôn mặt của Tổng thống Grover Cleveland xuất hiện từ năm 1918. Tờ 5.000 đô la được phát hành từ năm 1918, in lần cuối cùng vào năm 1945, ngừng sử dụng từ năm 1969. Người xuất hiện trên tờ 5.000 đô la này là Tổng thống James Madison tờ 10.000 đô la, Salmon P. Chase từng là thư ký của kho bạc và là người xuất hiện ở mặt trước tờ 10.000 đô la được in lần đầu tiên năm 1918. Cuối cùng là tờ tiền giấy có giá trị lớn nhất thế giới 100.000 đô la, còn được gọi là tiền bằng vàng, chỉ được sử dụng bởi ngân hàng dự trữ liên bang và không bao giờ được lưu hành công khai. Trên thực tế thì 100.000 đô la không được coi là hợp pháp nếu sử dụng ngoài những giao dịch của quỹ liên bang nếu ai đó còn đang nắm giữ một tờ giấy bạc này rất có thể nó có giá trị hơn một triệu mỹ kim đối với các nhà siêu tầm và người xuất hiện trên tờ tiền này là tổng thống Woodrow Wilson